Xin chào các bạn, mình đang có mặt trong một cái mẫu xe có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới. Đó là con Bao Yun, Yundu. Yundu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là đám mây các bạn. Cái mẫu xe này mình rất là thích cái phần nội thất của nó luôn. Nội thất nhìn nó khá là sang và có nét tương lai ha. Các bạn thấy không? Nó rất là tối giản nhưng mà cảm giác rất là cao cấp. Vật liệu nè, chuẩn chỉnh, chi tiết hoàn thiện, hơi bị ngon luôn, thiết kế nội thất hơi bị đẹp luôn. Mình thích nội thất con này hơn là ngoại hình của nó nha. Bên này Bao Yun gọi nó là cái mẫu MPV hạng B, nhưng mà nó chỉ có 5 chỗ thôi, không phải là xe 7 chỗ. Thì cái dáng xe nó hao hao giữa hatchback với lại MPV. Thì ok, mình tôn trọng Bao Yun, mình sẽ gọi nó là MPV hạng B đi ha. Thì cái không gian bên trong nè, rất rộng nha, với một mẫu xe hạng B. Thì hôm nay mình sẽ có dịp trải nghiệm chiếc Bao Yun Yundu này. Đấy, đầu tiên cho các bạn xem chìa khóa của nó nè, nhìn rất là thời trang. Đấy, xinh xinh ha, hơi bị cool luôn. Ghế ngồi êm, da cũng mềm. Cái xe này cứ như là xe concept đó các bạn, xe ý tưởng á. Mình không nghĩ nó là cái mẫu xe thương mại luôn, quá đẹp đi. Vô lăng của nó nè, đi xếp ha, được vác bên dưới. Rồi, nói sơ về cái mẫu xe này thì nó có một cái động cơ điện 134 mã, hình như là động cơ điện dẫn động cầu sâu. Vận tốc tối đa của nó đạt được là đâu đó khoảng 150 km/h. Bộ pin của nó là 50 kWh ha. Và cái range chạy của nó là đâu đó khoảng 360 đến 460 km cho mỗi lần sạc. Thông số của nó cơ bản khá ngon nha. Và mình hóng được cái giá, nghe đồn là có thể về Việt Nam khoảng 600 triệu. 600 triệu. Trên dưới gì đấy. Ừ, các bạn nghĩ tầm giá này như thế nào thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Mới hóng được thôi. Và thông tin này cũng có thể sai, chưa chắc chắn, chưa chính xác, mà chúng ta cứ hóng cho vui thôi. Rồi, đó là chiếc xe này, nội thất của chiếc xe. Đập vào mắt mình đầu tiên đó là cái màn hình như là máy tính bảng vậy đó, quá trời bự luôn. Và nó có dạng khổ ngang ha. Một cái điểm mình thích trên con Bao Yun này đó là nó có bảng đồng hồ tốc độ sau vô lăng nè các bạn. Ngon lành chưa? Có điều là những cái chữ của nó, những cái số của nó mình có cảm giác hơi nhỏ so với lại cái gu sở thích của mình. Sở thích của mình thì thích cái số nó to hơn để mình nhìn cho nó rõ ràng, trực quan hơn. Đấy, thì bây giờ chiếc xe này đang còn 92% pin nè, và nó báo đi được quãng đường là 420 cây nữa. Hôm nay thì mình sẽ test nó trong cái khuôn viên gọi là Proving Ground, một cái bãi test của tập đoàn liên doanh SJMW, tức nghĩa là giữa ba đơn vị, đó là Wuling nè, GM của Mỹ nè, và SAIC ở Trung Quốc. Đấy, thì cái Proving Ground, cái bãi test xe này hơi bị rộng các bạn à. Theo như ở bên hãng công bố á, chia sẻ với mình á, là để mà chạy hết những cái bài test trong cái khu vực này sẽ mất hết 60 phút. Kinh chưa? Và cái chiều dài của nó hình như là đâu đó khoảng 25 cây nếu mình nhớ không lầm nha. Rồi, bây giờ mình rất là hóng để mà test con xe này. Ồ, ghế trước chỉnh điện luôn nha các bạn. Nếu mà về Việt Nam có ghế trước chỉnh điện nè, option như thế này hơi bị ngon luôn. Đèn tự động nè. Đấy, cần số thì chúng ta sẽ sang phía sau vô lăng kiểu như mẹt nhá. B thì nhấn nút, kéo xuống, gạt xuống là vào D, drive là chạy tới ha. Vô lăng thì nút bấm của nó rất đơn giản, chỉ có cruise control thôi nè, kiểm soát hành trình thôi nè, bên trái. Còn bên phải là cái cụm nút âm lượng rồi qua bài chẳng hạn, rất là tối giản luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nè. Phanh tay điện tử luôn nha các bạn. Cột A hơi lớn nha, cột A rất là lớn luôn. Để mà cái kính trước của nó thoải được nhiều hơn các bạn. Các bạn thấy độ dốc của kính trước không nè? Rất dốc luôn. Mình nghĩ rằng đây là một chi tiết sẽ giúp giảm lực cản gió. Và đồng thời nó cũng đem lại cái khả năng cái quãng đường chạy xa hơn cho chiếc Bao Yun Yundu này. Mình cực kỳ thích cái phối màu nội thất các bạn thấy không? Màu xanh này, màu xanh lá đậm nè. Phối với lại những cái chi tiết màu vàng, vàng sẫm nha. Nhìn nó rất là sang luôn. Rồi, bài này, bài test đầu tiên. Chúng ta sẽ tăng tốc từ từ. Các bạn có nghe tiếng động cơ điện không? Nghe đấy. Rồi, khi mà chúng ta nhả chân ga ra thì chiếc xe có chế độ thu hồi năng lượng. Phanh thu hồi năng lượng thành ra là nó sẽ ghi cái xe lại. Và cái bước chuyển giữa đạp ga tăng tốc với lại cái bước mà cái xe nó ghi lại nó khá mượt nha các bạn. Mượt, rất mượt luôn. Nó không có tạo cảm giác gắt. Thậm chí trước đây mình đi cái mẫu xe mẹt EQS là cái mẫu xe điện
flagship của Mac á, nó vẫn bị một cái là từ lúc mà chúng ta tăng tốc qua cái bước chiếc xe nó hãm phanh lại, thu hồi năng lượng lại á, thì nó bị gắt và nó khiến người ngồi trong xe bị cảm giác nôn nao, nó không có được thoải mái lắm. Nhưng mà trên cái con Yundo này thì thuật toán có vẻ khá là tốt, khá là mượt. Thì cái bài hồi nãy chúng ta test hệ thống treo nha, đi qua cái cung đường 6. Về cơ bản hệ thống treo của chiếc Yundo này nó êm như mây vậy các bạn à, êm như bơ luôn. Mình không có cảm giác là những cái móc mô trên mặt đường nó ảnh hưởng trực tiếp, nó tác động trực tiếp vào cơ thể của mình. Hoặc cũng có thể là cái ghế của chiếc xe này rất êm mông nha. Mình thích cái cảm giác ngồi trong cái ghế này, nó ôm người mình và nó rất là dễ chịu. Tầm nhìn phía trước thì mình chỉ chê mỗi cái vụ cột A hơi to thôi. Thật sự mà nói nha, là cái hệ chuyển động của con Yundo này đi rất mượt, rất êm luôn. Rồi, bài tiếp theo thì chúng ta sẽ ôm cua nhiều hơn, chạy lắc léo nhiều hơn để thử xem là cái cảm giác lái nó như thế nào. Đây, lại một lần nữa, rất ổn định, rất êm. Mình chạy 60 km/h nè các bạn. Đấy, xuống rồi lên, xuống rồi lên. Cái xe nó vẫn rất ổn định, nó có một cái độ ổn định chắc chắn. Mặc dù là cái vô lăng này nó hơi giống kiểu artificial, tức nghĩa là cái kiểu chơi game á các bạn. Cái phản hồi của vô lăng thì nó chưa chân thực lắm, hơi bị chắc luôn. Ôm cua 50 nè, 50 nè. Không có gì là quá khó với lại Yundo. Vẫn rất êm nha, rất êm. Mình có cảm giác là hệ thống treo của con Yundo này tuôn theo hướng êm ái, êm mông, thoải mái. Thành ra là nó đem lại cho người ngồi cái cảm giác không hề bị quá gắt, không phải là quá thể thao. Rất là phù hợp để mà chạy hàng ngày luôn. Đi xa vẫn dễ chịu, vẫn khỏe với hệ thống treo tuôn như thế này. Dĩ nhiên là cảm giác lái của nó không quá lanh nha các bạn, không quá lanh, dễ thuần. Có thể là nếu mà chúng ta chạy nhanh kiểu xào chẻ thì nó sẽ không có truyền cảm hứng, giúp cho chúng ta thấy tự tin. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì mình nghĩ rằng cái hệ thống treo tuôn như thế này nó phù hợp với là số đông. Số đông người sử dụng xe để chở gia đình, để đi hàng ngày, để mà cảm thấy cái việc di chuyển nó không có bị quá mệt. Rất êm, rất thoải mái. Có điều là cái vô lăng này giống như là chúng ta chơi game vậy. Nó không được tự nhiên cho lắm. Chính xác là vậy. Về khả năng cách âm thì nãy giờ mình chạy đâu đó tốc độ 60 km/h đổ lại thì cũng chưa thể nào cảm nhận rõ. Nhưng có thể nói là mình có cảm giác thôi nha, cái khả năng cách âm của bao Yundo khá ổn, khá tốt. Cách âm môi trường với lại những cái âm thanh bên ngoài thì nãy giờ mình không có nghe cái tiếng động gì cả. Chạy tốc độ cao 60 km/h thì mình cũng chưa nghe tiếng gió, mặc dù khu vực này đồng không mông quạnh, gió thổi cũng khá nhiều, nhưng mà chưa nghe tiếng gió lắm. Tiếng ồn lớp thì cũng không phải là vọng lên nhiều nha. Dĩ nhiên là nãy giờ mình chưa chạy nhanh, chưa chạy đủ nhanh để mà cảm nhận rõ cái tiếng ồn từ lớp nó vọng lên hay là cái tiếng treo chạy tốc độ cao nó như thế nào. Máy lạnh thì có vẻ lạnh sâu đấy. Rồi sang một cái bài khác nè, qua một cái gờ nè. Đấy, tiếng treo như thế này thì không phải là quá ồn nha, vẫn ổn, vẫn ổn. Theo mình đánh giá là thuộc diện khá tốt trong tầm giá của Yundo nếu như mà bán tại Việt Nam. Có một cái điểm chê ở đây, nếu như mà bao Yun họ nâng cấp thêm cái gọi là cái gương trong xe chống chói tự động nữa thì nó sẽ đồng bộ với lại cái khoảng high tech, nội thất cao cấp, nhiều công nghệ trên chiếc xe điện này. Ở đây nè các bạn nhìn xem, có hẳn 3 cái hộc để ly hay là nước ha. Đó. Rồi bên dưới chúng ta có một cái bệ trung tâm chứa được đồ nữa. Cái không gian để đồ trong chiếc xe này phải gọi là bao la luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ thử bài chạy tốc độ cao hơn nè. Giả lập mô phỏng chạy đường cao tốc ha. Và có một cái đoạn ôm cua hơi bị gắt luôn. Rồi. Tới đây thì mình sẽ đúng nghĩa là cho các bạn được những cái cảm nhận thực tế về khả năng cách âm của chiếc xe và cái độ ổn định khi mà chạy tốc độ
để mình nhìn xem. Max là 110 km/h luôn nha các bạn. Không quá. Tiếng xi nhan. Đây các bạn nghe không? Nghe rất là high tech ha. Đấy. Có điều là chiếc xe này không có lẫy chuyển số, nhưng mà trên xe điện thì chúng ta không gọi là lẫy chuyển số mà là cái lẫy để mà tùy chọn cái mức độ phanh tái tạo năng lượng á, regen brake á. Thì chiếc xe này không có tính năng đó. Rồi. Lên tốc độ tối đa nha, để xem chiếc xe này tăng tốc như thế nào với động cơ điện 134 mã. Rồi, hết ga. Vào làn 110 km/h luôn. Ok. Hơi buồn là chúng ta chỉ được chạy ở giải tốc độ 80 km/h mà thôi. Điều này mình chưa được biết trước, mong các bạn thông cảm nha. Nhưng mà mình đang chạy 70 km/h nè, cách âm rất tốt nha. Ôm cua 70 km/h, 73 km/h vẫn ổn định. Ok. Vẫn ngon. Good. Ok. 80, 90 rồi các bạn ơi. Lúc này thì mới nghe tiếng ồn gió một chút vọng vào cabin ha. Is still good? Ok. Rồi, tăng tốc nhanh hơn. 100. Sau 90 thì chiếc xe có vẻ là nó ì hơn. 110. Các bạn thấy không? Rất ổn định nha, rất ổn định, rất đầm chắc luôn. Nhưng mà sau 90 km/h thì chiếc xe có vẻ như là nó rút hậu không đã nữa, nó không còn đổ bốc nữa. Đây, đạp nè, đấy thấy không? Nó lên từ từ, rất mượt. Nhưng mà nó lên theo kiểu thiện lành đó, còn dưới 90 km/h thì nó sẽ có cảm giác chiếc xe nó bốc hơn. Đây, để mình thử lại nè. Đấy. Vào khúc cua rồi, nhưng mà cũng tranh thủ đấy không? 60 trở lên nè. Đấy. 80 thì khá bốc nha, khá bốc nha. Ok, một lần nữa chúng ta ôm cua. 70 km/h, 80 km/h luôn. Mình đánh giá là cái cảm giác lái của chiếc Yundu này khá tốt, khá tốt. Nếu như mà cái rút hậu của nó tốt hơn nữa thì sẽ càng vui hơn. Nếu như Yundu về Việt Nam thì nó sẽ cạnh tranh trong phân khúc với lại VFE 34 và cả VF6. VF6 thì sắp ra mắt thị trường thôi. Đấy, cảm giác phanh của Yundu nè, khá mượt. Rất thân thiện. Nó đều. Và khi mà mình đạp là có liền, có lực phanh liền, chứ nó không có bị cái cảm giác là trễ. Thế nên là chạy tốc độ cao mà đạp phanh như thế này thì vẫn sẽ yên tâm, vẫn đủ tự tin để mà chạy nhanh. Cài đặt được Cruise Control rồi, nhưng mà Cruise Control này thường thôi nha, chứ không phải là Cruise Control Adaptive có thích ứng, tự động giữ tốc độ theo xe phía trước. Cái này là mình chỉ cài đặt đúng một mức tốc độ và xe chạy đúng cái mức đó. Tăng tốc tí nào, 60 trở lên thì đấy, cũng hơi dính ghế một chút. Nhưng về cơ bản thì nó tăng tốc theo kiểu thiện lành, dễ kiểm soát, vui có chừng mực. Nhưng mà vẫn đủ cái độ bốc để mà vượt xe ở giải tốc độ dưới 100 km/h. Hơn 100 km/h thì nó sẽ hơi đuối một tí. Ok, sau bài chạy tốc độ cao thì mình thấy là khả năng cách âm của chiếc Yundu này rất tốt nha. Cảm giác lái khá thôi, chưa phải là quá tuyệt vời. Nếu như mà sức mạnh của xe ngon hơn nữa thì mình sẽ cho điểm là tốt. Còn ở đây thì cảm giác lái chỉ khá thôi. Ok, về cơ bản Yundu là cái mẫu xe mà mình thấy là hơi bị được đấy. Nếu như mà tầm giá khoảng 600, nội thất đẹp, cách âm tốt, treo êm ái, tiện nghi thì vừa đủ xài. Và quan trọng là nó được cái độc lạ các bạn à. Ok, có lẽ là kết thúc clip ở đây thôi. Xin cảm ơn các bạn nha. Các bạn thấy sao về ngoại hình, thiết kế nội thất của Yundu thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Xin cảm ơn.